Mến chào các em học sinh lớp 2 đến với môn tập đọc tuần 26. Đố các em, bức tranh vẽ gì? À, bức tranh vẽ cá con, tôm càng và một con cá dữ đang rình ăn thịt cá con. Chuyện tôm càng và cá con kết bạn với nhau là một câu chuyện rất thú vị. Chúng ta hãy đọc truyện xem tình bạn của chúng được bắt đầu và trở nên thắm thiết như thế nào. Cô mời các em chúng ta bước vào tiết tập đọc với tựa đề Tôm càng và cá con. Ở bài học này, yêu cầu các em ngắt nghỉ hơi đúng ở các dấu câu và cụm từ rõ ý. Bước đầu biết đọc trôi chảy được toàn bài và hiểu nội dung. Cá con và tôm càng đều có tài riêng. Tôm cứu được bạn qua khỏi nguy hiểm. Tình bạn của họ vì vậy càng khăng khít. Trước khi vào bài học, cô mời các em dở sách giáo khoa trang 68 cùng với thước và bút chì. Nào, bây giờ chúng ta bước vào hoạt động 1 là luyện đọc nhé. Các em chú ý lắng nghe cô đọc. Tôm càng và cá con. Một hôm, tôm càng đang tập búng càng dưới đáy sông thì thấy một con vật lạ bơi đến. Con vật thân dẹt, trên đầu có hai mắt tròn xoe, khắp người phủ một lớp vảy bạc óng ánh. Thấy tôm càng ngó mình trân trân, con vật nói: "Chào bạn, tôi là cá con." "Chào cá con, bạn cũng ở sông này sao?" "Chúng tôi cũng sống dưới nước như nhà tôm các bạn. Có loài cá ở sông ngòi, có loài ở hồ ao, có loài ở biển cả." Thấy đuôi cá con lượn nhẹ nhàng, tôm càng nắc nõm khen. Cá con khoe: "Đuôi tôi vừa là mái chèo, vừa là bánh lái đấy. Bạn xem này." Nói rồi, cá con lao về phía trước, đuôi ngoắt sang trái, vút cái, nó đã quẹo phải. Bơi một lát, cá con lại uốn đuôi sang phải, thoắt cái, nó lại quẹo trái. Tôm càng thấy vậy, phục lăng. Cá con sắp vọt lên, thì tôm càng thấy một con cá to, mắt đỏ ngầu, nhằm cá con lao tới. Tôm càng vội búng càng, vọt tới, xô bạn vào một ngách đá nhỏ. Cú xô làm cá con bị va vào vách đá, mất mồi, con cá dữ tức tối bỏ đi. Tôm càng suýt xoa hỏi bạn có đau không. Cá con cười: "Cảm ơn bạn, toàn thân tôi phủ một lớp vảy. Đó là bộ áo giáp bảo vệ, nên tôi có va vào đá cũng không đau." Cá con biết tài búng càng của tôm càng, rất nể trọng bạn. Cả hai từ đấy kết bạn cùng nhau. Theo Trương Mỹ Đức, Tú Nguyệt, Hoàng Lan dịch. Khi đọc bài này, các em chú ý giọng người dẫn chuyện kể thông thả, nhẹ nhàng ở đoạn đầu. Nhấn giọng những từ ngữ tả đặc điểm tài năng riêng của mỗi con vật. Hồi hộp căng thẳng ở đoạn tôm càng búng càng cứu cá con. Còn giọng của tôm càng và cá con thì các em đọc giọng hồn nhiên. Để giúp các em đọc tốt và hay hơn, vậy mỗi bạn hãy đọc thầm lại từng câu, xem trong bài có từ nào em thấy khó đọc rồi gạch chân. Cô sẽ hướng dẫn các em cách đọc nhé.
Ở bài này, cô thấy các em cần chú ý những từ khó như câu con vật thân dẹt, trên đầu có hai mắt tròn xoe, khắp người phủ một lớp vảy bạc óng ánh. Từ cần luyện đọc là thân dẹt, vảy bạc. Ở câu thấy đuôi cá con lượn nhẹ nhàng, tôm càng nắc nõm khen. Từ cần luyện đọc là nắc nõm. Tiếp theo, nói rồi, cá con lao về phía trước, đuôi ngoắt sang trái. Từ cần luyện đọc là ngoắt sang trái. Tiếp theo là câu tôm càng suýt xoa hỏi bạn có đau không. Từ cần luyện đọc là suýt xoa. Bây giờ chúng ta luyện đọc nhé. Thân dẹt. Ở tiếng dẹt các em lưu ý vần S âm cuối là âm tờ chứ không phải âm pờ. Chúng ta đọc thân dẹt. Lặp lại theo cô nào. Thân dẹt. Nắc nõm. Lưu ý vần ắc, vần om. Đọc là nắc nõm. Nắc nõm. Ngoắc sang trái. Em lưu ý vần oắc, âm cuối cũng âm tờ. Chúng ta đọc ngoắc sang trái. Ngoắc sang trái. Suýt xoa. Các em lưu ý vần uýt, vần oa. Hai âm đầu đều là âm sờ, cho nên chúng ta đọc suýt xoa chứ không cong lưỡi. Suýt xoa. Lớp vẫy bạc. Lưu ý vần ây trong tiếng vẫy. Lớp vẫy bạc. Lớp vẫy bạc. Bây giờ các em cùng đọc lại một lần nữa. Thân dẹt. Nắc nõm. Ngoắc sang trái. Suýt xoa. Lớp vẫy bạc. Ngoài các từ khó đọc, trong bài còn có một số từ cần giải nghĩa. Đó là bún càng, nghĩa là co mình lại rồi dùng càng đẩy mình vọt lên để di chuyển. Nhìn trân trân, nghĩa là nhìn thẳng và lâu, không chớp mắt. Nắc nõm khen, là khen luôn miệng, tỏ ý thán phục. Mái chèo, là vật dùng để đẩy nước cho thuyền đi. Bánh lái, nghĩa là bộ phận dùng để điều khiển hướng chuyển động của tàu, thuyền. Quẹo, nghĩa là rẽ. Ngoài ra còn có từ phục lăng, là rất khâm phục. Áo giáp, là bộ đồ được làm bằng vật liệu cứng, bảo vệ cơ thể. Ở đoạn 1, cô thấy có câu dài chúng ta cần luyện đọc. Một hôm, tôm càng đang tập bún càng dưới đáy sông thì thấy một con vật lạ bơi đến. Các em ngắt hơi sau chữ hôm và sau chữ sông, nghỉ hơi sau dấu chấm. Một hôm, tôm càng đang tập bún càng dưới đáy sông thì thấy một con vật lạ bơi đến. Chúng ta cũng lưu ý nhấn giọng chữ bún càng nhé. Một hôm, tôm càng đang tập bún càng dưới đáy sông thì thấy một con vật lạ bơi đến. Ở đoạn 2 có các câu tả biệt tài của cá con. Cá con lao về phía trước, đuôi ngoắt sang trái, vút cái nó đã quẹo phải. Bơi một lát, cá con lại uốn đuôi sang phải, thoắt cái nó lại quẹo trái. Tôm càng thấy vậy phục lăng.
Khi đọc, các em chú ý nhấn giọng các từ chỉ hoạt động của các con và thái độ của tôm càng nhé. Nghe cô đọc lại. Các con lao về phía trước, đuôi ngoắt sang trái, vút cái nó đã quẹo phải. Bơi một lát, các con lại uốn đuôi sang phải, thoắt cái nó lại quẹo trái. Tôm càng thấy vậy, phục lăng. Cô đã hướng dẫn các em cách đọc bài, cách ngắt nghỉ hơi, nhấn giọng ở các từ. Các em hãy luyện đọc nhiều hơn để đọc bài cho thật tốt nhé. Nào, bây giờ cô trò chúng ta cùng bước sang hoạt động 2, đó là tìm hiểu nội dung bài. Bài tập đọc này được chia làm 4 đoạn rõ rệt. Các em hãy đọc đoạn 1 và trả lời câu hỏi số 1. Khi đang tập dưới đáy sông, tôm càng gặp chuyện gì? Câu trả lời như sau. Tôm càng gặp một con vật lạ, thân dệt, hai mắt tròn xoe, khắp người phủ một lớp vảy bạc óng ánh. Các em tiếp tục đọc đoạn 1 và trả lời câu hỏi số 2. Các con làm quen với tôm càng như thế nào? Các con làm quen với tôm càng bằng lời chào và lời tự giới thiệu tên, nơi ở. Chào bạn, tôi là các con. Chúng tôi cũng sống dưới nước như nhà tôm các bạn. Chúng ta tiếp tục đọc đoạn 2 và trả lời cho cô câu hỏi số 3 nhé. Đuôi và vảy các con có lợi ích gì? Ở câu này, các em có thể tách ra làm hai ý và trả lời. Đuôi cá con vừa là mái chèo, vừa là bánh lái. Vảy cá con là bộ áo giáp bảo vệ cơ thể, nên cá con bị va vào đá cũng không biết đau. Chuyện gì để xảy ra đối với tôm càng và cá con? Các em đọc đoạn 3 và trả lời câu hỏi số 4. Tôm càng làm gì để cứu cá con? Tôm càng vội búng càng, vọt tới, xô bạn vào một ngách đá nhỏ. Trước khi trả lời câu hỏi tiếp theo, cô mời các em chúng ta cùng đọc thầm lại đoạn 2, đoạn 3, đoạn 4 để tìm các phẩm chất đáng quý của tôm càng như thế nào. Và trả lời câu hỏi số 5. Em thấy tôm càng có gì đáng khen? À, tôm càng thông minh, nhanh nhẹn. Nó dũng cảm cứu bạn thoát nạn, luôn quan tâm lo lắng cho bạn, suýt xoa, hỏi han khi bạn bị đau. Tôm càng là một người bạn đáng tin cậy. Các em có thấy tôm càng thật đáng khen không? Vậy em học được ở nhân vật tôm càng điều gì? Em học được ở tôm càng đức tính, yêu quý bạn, thông minh, dám dũng cảm cứu bạn. Nội dung bài đọc ngày hôm nay ca ngợi tình bạn đẹp đẽ, sẵn sàng cứu nhau khi hoạn nạn của tôm càng và các con. Còn các em thì sao? Chúng ta nhớ học tập đức tính của tôm càng và các con nhé. Sau khi đọc bài này, các em nhớ luyện đọc diễn cảm cả bài, rèn trả lời tròn câu. Chúc các em luôn luôn học tốt. Chào tạm biệt.